Thân ái chào tất cả các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy và trò chúng ta cùng học bài 3 biểu đồ. Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số. Một nhỏ, biểu đồ đoạn thẳng. Để có ví dụ bảng tần số sau, người ta vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Để dựng biểu đồ đoạn thẳng, ta dựa vào hệ trục tọa độ. Trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn các giá trị n. Bước tiếp theo, chúng ta xác định các điểm có tọa độ là các cặp số gồm giá trị và tần số của nó. Ví dụ 4, 2, 5, 2, 6, 4, 7, 11, 8, 5, 9, 3, 10, 3. Tiếp theo, nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Cụ thể để đơn giản hơn, thầy sẽ dùng hình ảnh để minh họa cho các em xem. Từ điểm số 4 trên trục biểu diễn giá trị, thầy kẻ nét liền vuông góc lên hai đơn vị tương ứng tần số. Tiếp theo, từ điểm số 2 trên trục biểu diễn tần số, thầy kẻ nét đứt vuông góc dài 4 đơn vị tương ứng giá trị. Tương tự như vậy, từ điểm số 5 trên trục biểu diễn giá trị, kẻ nét liền vuông góc lên 2 đơn vị tương ứng tần số. Từ điểm 2 trên trục biểu diễn tần số, kẻ nét đứt vuông góc dài 5 đơn vị. Tiếp theo, từ điểm 6 trên trục biểu diễn giá trị, thầy kẻ lên 4 đơn vị tương ứng với tần số. Từ điểm 4 trên trục biểu diễn tần số, thầy kẻ nét đứt vuông góc dài 6 đơn vị. Tương tự, 71 thấy thầy kẻ như sau. Tám, năm, chín, ba, mười ba, 3. Như vậy là thầy và trò chúng ta cùng gì dựng được biểu đồ đoạn thẳng trong cái bảng tần số như trên. Các em chú ý là gì? Cái giá trị là gì? Cột thẳng đứng này là nét liền, còn cột nằm ngang là nét đứt. Hai nhỏ, chú ý sách giáo khoa trang 13, 14. Bên cạnh các biểu đồ đoạn thẳng thì các tài liệu thống kê hoặc trong sách báo thì còn các loại biểu đồ
như là biểu đồ hình chữ nhật, đấy, biểu đồ hình tròn và còn nhiều loại biểu đồ khác. Các em có thể tìm hiểu thêm. Thầy và trò chúng ta cùng làm bài 10 sách giáo khoa trang 14. Điểm kiểm tra toán học kỳ 1 của học sinh lớp 7C được cho ở bảng. Bài gồm 2 câu. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Câu B. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Biểu diễn độ biểu đồ đoạn thẳng, thầy sẽ dành cho bên tay phải rộng hơn. Còn gì thì tiết kiệm bên tay trái thì làm câu A. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Bài này thật đơn giản. Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra học kỳ 1 môn toán của học sinh lớp 7C. Số các giá trị là 50. Đầu bài cho hiển nhiên rồi, N bằng 50. Ta sang câu B. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Ta kẻ hệ trục tọa độ ra. Trục hoành ta biểu diễn giá trị, trục tung ta biểu diễn giá biểu diễn tần số. Điểm 0,0 là nằm ngay điểm số 0. 1,0 nằm ngay điểm số 1. 2,0 nằm ngay điểm số 2 trên trục giá trị. Điểm gì? 3,2 từ điểm số 3 trên giá trị. Ta gì? Kẻ nét liền ra. Nên hai đơn vị. Để từ tần số 2 ta lại nối nét đứt xa. Tương tự như vậy, điểm 4,8 thì ta kẻ gì? Nét liền từ giá trị 4 lên 8 đơn vị của ra của tần số tương ứng, rồi từ điểm gì? Số 8 của tần số ta kẻ nét đứt xa ngang. Tương tự 5,10, tương tự 6,12, tương tự 8,7,7, 8,6, 9,4, 10,1. Vậy chúng ta cùng hoàn thành xong bài số 10. Chúc các em ở nhà học tập vui vẻ, làm bài tốt. Thân ái chào em.